chơi game này mà và không còn móc túi người ta, không phải móc túi người ta, đang móc vô chính xác tự nhiên á, móc được 2 triệu luôn. Con để dành 16 triệu mua mà sao không chơi đi lâu quá vậy? Em chơi. Khoan chờ tí. Cô nằm ôm anh nè, chưa nói không? Ôm lưng anh vậy đó hả con? Chị dơ quá, làm bị ố xấu rồi nè. Em nằm ôm cái lưng con lắm rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em kêu nằm ngửa làm chi? Dạ. Ngồi chứ có vô lắm nè. Cái dạ. Hả? Dạ. Ngồi chứ có vô. Nằm đi, mẹ đâu đi đâu đâu con. Thấy đứng dị cái đi heo. Nhà này vừa cũng chơi được, mất tối được 2 triệu. Nhà này chơi đâu cũng được. Tụi tao bạn con à. Dành quá ha. Hello cậu. Về chừng nào trả? 6k. Hả? Về chừng nào trả? Kiếm tôi hả? Ui. Ui. Đi theo mẹ rồi đó mẹ. Nằm mấy thứ xấu quá con ơi. Con hả? Ừ. Kim Mai. Ừ, Kim Mai. Kim Mai đây. Cái mẹ hả? Đi là đẳng nằm coi. Ê dạ. Đi. Đâu cũng đi theo. Lâu quá rồi lắm liền. Bây giờ có chơi không? Chơi trả cho mẹ đi. Chức năng này không được nó trở là sai. Đừng xích ẩn đi. Chức năng không được nó trở là sai. Sao đây? Bên nào không? Bên nào? Bây giờ làm gì đây? Mẹ ơi, mẹ xem cách nào để... Mẹ xem cách nào để xem... Để bà... Chơi ví dụ mình chơi trong đây á thì nó trước tay ông đi có mà